Hai, chào các bạn. Vừa rồi là màn phóng phi tiêu bắn bóng bay của mình ha, bắn bong bóng của mình ha. À, ở nhà rảnh quá không có việc gì làm, thôi mới chế bong bóng rồi dán lên tấm bảng nè, bắn phi tiêu ha. Cái này mình lấy cái kim với cái đuôi lông chổi á, xong với cái ống cây viết hết mực nè, mình lấy mình làm cái phóng phi tiêu ha. Rồi ở nhà mình bơm bong bóng lên cái mình dán vô mình bắn cũng vui mấy bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thử thách coi để bắn hết cái này luôn. Mình sẽ bắn hết cái dàn bong bóng này luôn để mình dán lên lại đi. Bóng xanh đỏ tím vàng rất nhiều, rất là đẹp nha các bạn. Xanh đỏ tím vàng rất là nhiều luôn. Này chơi bóng nãy mình thổi bể. Trò chơi này hồi nhỏ thì mình đi học hay chơi đó là thổi phi tiêu. À, còn đây là cái máy quay lớn của mình. Rồi mình bật lên để đây để mình canh canh cái góc gần. Rồi. Rồi rồi rồi. Đó, bây giờ mình sẽ thổi. Thổi hết thì thôi. Đứng xa xa hơn mí. Bắn trái màu xanh trên chảnh nha, nhắm trái màu xanh nha. Không được, nó rớt trái màu vàng. Ghê chưa? Cái này hồi xưa mà đi học mà thổi mà mấy đứa con gái mà nó găm, nó ghim vô sau lưng luôn á. Mấy đứa ngồi bằng trước mà thổi là nó cắm vô lưng luôn. Đó, thấy chưa, cắm vô cái bảng nè. Thổi chơi giữa nhà. Đó. Mục tiêu một kiếm dọc giang hồ, tình sầu muôn thở, rượu một lô. Rớt ta thổi luôn. Hai quả luôn. Hai trái luôn, hai trái luôn. Ủa, lại cắm vô đây nữa hả?
Cố lên, cố lên, còn một cái cuối cùng. Ok, vậy là hết rồi mấy bạn ơi. Rảnh rỗi quá mà, mùa Covid thất nghiệp ở nhà không có việc gì làm cho nên phá tào lao qua đồ trẻ con chơi cho vui, chứ cũng không biết làm gì giết thời gian hết. Chơi game nhiều cũng chán rồi, coi YouTube nhiều cũng chán rồi, ngày nào cũng lên mở Mew 7 coi nè, coi hoài cũng chán rồi. Thôi chắc video của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu anh em thấy hay, thấy vui, thấy thích hoặc thấy ghét cũng được, thấy ghét thì vô chửi nha. Còn thấy vui, thấy thích thì các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ cho kênh YouTube cho mình, để mình nỗ lực làm thêm những video sau. Bye bye các bạn, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.